Zona xin chào, Zona xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay các bác sĩ của nha khoa Zona chúng tôi thì xin chia sẻ với các bạn về một ca điều trị tủy răng sữa trẻ em. Đây thì như các bạn có thể thấy, bạn nhỏ đến với phòng khám trong tình trạng này chiếc răng số 85 này, chiếc răng đã bị sâu vỡ hỏng vào tủy. Và đây là máy điều trị nội nha. Thì cái máy điều trị tủy thì nó sẽ giúp đẩy nhanh quá trình điều trị tủy và nhẹ và giảm bớt được công đoạn cho các y bác sĩ. Đấy. Đây đây là khi chúng tôi điều trị tủy bằng máy thì sẽ có những cái file đây, các bạn có thể file máy đây là rất là dẻo này. Đấy, dẻo uốn dẻo này. Đấy, uốn dong theo hình dạng thành của ống tủy. Đấy, và điều trị tủy xong thì chúng tôi sẽ tiến hành bơm dừa, sau đó là hàn tủy và bước cuối cùng đấy là chúng ta sẽ làm lại một cho bạn một chiếc chụp thép răng sữa trẻ em để cho các bạn ăn nhai cũng như là hạn chế tình trạng sâu vỡ răng sau khi điều trị tủy. Đấy, sau khi điều trị xong thì chúng tôi sẽ lấy nước muối sinh lý và bơm rửa. Đấy, các bạn có thể thấy đây, bơm rửa rất là nhẹ nhàng và nhanh chóng. Đây, cảnh báo các bậc phụ huynh nhá, cảnh báo các bậc phụ huynh đừng để con em răng con của chúng ta này bị sâu răng quá lớn như này thì sẽ rất dễ tiến triển sâu hỏng vào tủy này. Đây, như các bạn thấy đây là chiếc răng hỏng vào tủy này. Đây, các bạn có thể thấy đây là những chiếc răng hàm này đang sâu răng này. Các bạn thấy đây là những phần tổ chức sâu đen này. Đấy, các bậc phụ huynh đều thấy răng con em chúng ta mà có những đốm sâu răng đen thì hãy đưa con đi kiểm tra và nên hàn lại sớm cho các con, tránh các trường hợp để vào tủy sẽ gây cho các bạn đau nhức và khó chịu. Nếu các bạn có thấy video của chúng tôi hay thì hãy cho chúng tôi một like và một share, một đăng ký kênh. Zota xin chào, Zota xin cảm ơn. Nha khoa Zota, răng của bạn như răng của chúng tôi.